Để thay đổi mật khẩu trên Viettel Study Time như sau, đầu tiên chúng ta đăng nhập tài khoản. Sau khi đăng nhập xong thì chúng ta sẽ chọn cái nút tam giác ở góc bên phải. Chọn cấu hình chung. Và chọn mật khẩu. Nhập mật khẩu cũ. Sau đó ta nhập mật khẩu mới. Xác lại mật khẩu. Khi mà chúng ta đặt mật khẩu, chúng ta lưu ý là phải có tối thiểu 8 ký tự và bao gồm ít nhất là một số, một chữ hoa, chữ thường và một ký tự đặc biệt. Sau khi ta nhập xong thì ta nhấn lưu lại.